2, 4, 5. Ủa nó bự ra mấy ký vậy luôn? 12 ký. Ờ, 12 ký mà. Rồi, má, nó đang làm ship chứ. Wow. Hơn cái bắp tay mình luôn. Chân này bắt hả? Mua cho bắt chị. Rồi nó bự cho bán. Con này nút được người nữa nè. Trứng hả? Mỡ hả? Quay lên hay gì vậy? Quay. Cà phê bớt hả? Cái này mỡ hay? Mỡ. Ủa cái này nó trị gì không? Trị ẩm rồi. Ý, em thấy nó bán này nó bỏ vô hũ nó trị chuột nè. Đúng không? Nó bán ở trên nước Tây Ninh, nó còn đi mà nước Tây Ninh nhiều lắm. À vậy mình lấy mình bỏ hũ mình mở ra cho chuột đi đúng không ta? Em thấy nó bán ngoài đường 10.000 hũ á. Ờ nó bự lắm luôn á. Đây, bự hơn cầm tay em luôn. Nó thùi. Mày thấy gì? Không biết. Đây đâu biết. Nhỏ nào thấy đang nấu nữa, bắt ra về là chết luôn à. Có lý rồi. Kiếm thêm một bà để cho chín. Nấu ăn về nấu ăn. Cái này xào làm gì chứ? Giang kim cúc nè. Đang ở đâu bố? Chú Chính nổi tiếng nè. Giang kim cúc. Phơi ra nước rồi. Mở ra. Này cạo đầu xong chét lên hết mọc. Bóp nó. Nó là cái bóp. Chết luôn ha. Bự. Bự à. Quay lên không phát hiện. Cầm em chích. Ai có hổm vậy, con lắm hẹo, nó điện con, nó bán được 80 ngàn ký là sao? 80 ngàn ký là cặp trước.
đủ bắt hoài ta thấy ta mới bắt gặp rồi có củ rồi có bả bẻ mày bả bẻ công công chị đâu vậy thằng nó đầu tiên hay đẹp nhất tất rồi đó nhưng mà cứ dạng như nó cái tay tay chân nó bự quá là cái đó nó dạng nó con nó đầu voi vô chuồng dưới gốc thì bự vậy á nhưng mà nó cao lên 3 mét à cao nhà cái đọt trên nó nhỏ nó có khúc bự lên được chuyển khúc nhiều đây cái đọt kia nó ốp lại tổng mà lớn vậy nhỏ nó xấu lắm cái cây nó không đẹp cái cây lớn á cây cây lớn cái cây lớn đủ chua lè ha, đủ chua chua, chua chua, pha chưa vậy? Pha lần nãy pha chua, pha gì khá là nhiều dục. Hả? Ôi pha gì ít quá trời Dũng ơi. Không pha nhiều lắm á. Nhiều. Mấy chua đã đủ chua mà. Chua, đủ đủ không nhiều táo cũng được, uống chua lè luôn. Vậy lấy dù dù uống đi. Nói gì vậy? Cứng hay gì? Dài. Gì vậy? Được. Bộ dài. Để kéo làm chùi cái kéo nữa chứ. Kéo này lấy cho tao xài đây. Cái đuôi. Ăn gì ra. Tình xuống dưới anh cù á. Dữ vậy. Từ trứng dái nước còn da thiệt. Tức này mày làm. Da cứng ngáo nổi luôn. Thằng quỷ này lại không nghe được. Đó, vậy chứ. Mình ăn chút xíu mình múc cái kia ra. Dạ, anh đổ là vô cái múc cái kia ra. Đổ qua bên múc là được. Hai viên hai viên. Còn hết cơ tăng mà ăn không có, mình ăn mấy ký. Mình ăn ba cái gan được hết đi. Đó. Thôi ăn đi. Mày nãy mày đòi giống nhắn tin mày ăn đi. Đưa anh lại. Quạt nó hút. Hả? Mày ăn đưa tao. Ừ. Ngu quá. Sáng thứ 8 có làm đua chả đâu không? Có. Có nơi cho anh mình lại mà không chịu à. Coi coi ông tấm mèo con đó có ông hút mập ba mấy ký dài đó trời ơi con này còn hàm diễn rồi con này còn mừng hết chưa chưa ở bữa cái chuyện 2 ký mới nấu quá tặng mình luôn còn hàm mua cho nữa mới nấu nữa hả đây chưa được nữa con chứ chưa được nữa cái này nữa chứ rau này mới xịt thuốc mà đúng không bây giờ mua không còn em nữa chồng để tết nhậu